Thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã lên máy bay rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kể từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4. Trên Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Hoa Kỳ gửi lời cảm ơn người dân và chính phủ Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự vui mừng vì mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã được nâng tầm. Xin cảm ơn những con người tuyệt vời của đất nước Việt Nam. Cảm ơn chính phủ Việt Nam đã cho tôi thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam với tư cách là Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Nâng cao mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, cùng nhau hợp tác để thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phát triển. Thưa quý vị, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực nhờ nền tảng quan hệ đã được hai bên gây dựng, vun đắp trong 28 năm qua ở trong tất cả các lĩnh vực, trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm, thì ông Blinken đã hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ông cũng dự lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại quận Cầu Giấy và gặp giảng viên, sinh viên, các nhà khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Chiều 15 tháng 4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng cường quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ theo tinh thần đối tác toàn diện năm 2013 và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ năm 2015. Đồng thời triển khai kết quả của cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29 tháng 3. Trước đó, vào sáng 15 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken. Tại buổi tiếp, thì Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị, Hoa Kỳ ủng hộ và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Đó là khẳng định của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tại cuộc gặp mặt với báo giới vào chiều 15 tháng 4 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh, trong bối cảnh địa chính trị có rất nhiều biến động, Washington cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam độc lập, tự chủ, một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình và rộng mở, tự do hàng hải với vai trò trung tâm của ASEAN. Ngoại trưởng Mỹ cũng đánh giá cao vai trò không thể thiếu của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức ở khu vực sông Mekong. Trong thời gian tới, Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các cải cách về nông nghiệp, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, khởi động các sáng kiến song phương đã được Phó Tổng thống Kamala Harris công bố trong chuyến thăm hồi năm ngoái, giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu Net Zero. Mỹ cũng đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện các công việc đang làm về chất độc da cam, làm sạch các điểm nóng dioxin, tiếp tục công việc nhân đạo tìm kiếm người bị mất tích trong chiến tranh. Ngoại trưởng Blinken tin tưởng đây là thời điểm để tiến xa hơn nữa và có thể mở ra những cơ hội mới trong quan hệ hợp tác song phương. Đó là điều mà Tổng thống Biden đã đề cập trong cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ít ngày trước đây. Trong các cuộc gặp gỡ, trao đổi trong chuyến thăm này, tôi tập trung vào việc làm thế nào Hoa Kỳ có thể tiếp tục hỗ trợ thành công của Việt Nam, qua đó mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam, người dân Hoa Kỳ và toàn bộ khu vực. Hai quốc gia chúng ta đang hợp tác vì lợi ích chung vô cùng rộng lớn, và chúng tôi tin rằng bằng cách hỗ trợ các tham vọng của Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy tham vọng của chính mình từ tạo việc làm cho người dân Hoa Kỳ và tăng trưởng sức mạnh của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đạt được thêm bước tiến nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, cũng như ngăn chặn các đại dịch. Chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, mở ra hy vọng về các chuyến thăm cấp cao hơn nữa để tạo nền tảng cho một tương lai hợp tác và phát triển thịnh vượng. Trước đó, tại lễ khởi công trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội sáng ngày 15 tháng 4, ông Blinken nhấn mạnh khuôn viên Đại sứ quán mới là bước tiến ý nghĩa nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Khu phức hợp mới với tổng đầu tư 1,2 tỷ đô la Mỹ sẽ là một trong những đại sứ quán Mỹ có giá trị nhất trên thế giới. Năm nay cũng đánh dấu tròn 28 năm sau khi Ngoại trưởng Mỹ Warren Christopher khánh thành Đại sứ quán đầu tiên tại Hà Nội.
Cũng trong sáng 15 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken dự lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán mới của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Dự án xây dựng khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam lần đầu tiên được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hồi tháng 8 năm 2021. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, khu phức hợp mới có chi phí 1,2 tỷ đô la Mỹ sẽ là một trong những đại sứ quán đắt nhất của Mỹ trên thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho rằng khu phức hợp này là một biểu tượng thể hiện mối quan hệ đối tác và tình hữu nghị mới mà Mỹ đã xây dựng với Việt Nam trong vài thập kỷ qua. Sự kiện này đã được chuẩn bị trong nhiều năm và đó là kết quả đỉnh cao có được nhờ sự gắn kết tận tâm và sáng tạo giữa rất nhiều nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam. Tôi đã được tận mắt chứng kiến điều này khi đến thăm Hà Nội cách đây vài năm với tư cách Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Khi đó, hai nước chúng ta đang phối hợp tìm đất cho khu phức hợp này. Giờ đây, lễ khởi công này và đại sứ quán mới mà chúng tôi sẽ xây dựng ở đây thể hiện một bước tiến to lớn nữa trong việc tăng cường mối quan hệ đối tác quan trọng giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước chúng ta. Trong gần 3 thập kỷ qua, đại sứ quán của chúng tôi tại Hà Nội có vai trò quan trọng đối với những nỗ lực chung này và nhiều nỗ lực khác nữa. Khu phức hợp đại sứ quán mới này sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp nối nền tảng đó trong nhiều thập kỷ tới để đáp ứng những thách thức hiện đại và mang lại lợi ích cho người dân của hai nước chúng ta. Theo Đại sứ quán Mỹ, kiến trúc của khu phức hợp là sự kết hợp của văn hóa và hai quốc gia do một công ty Hoa Kỳ thiết kế và được lấy cảm hứng từ sự kết hợp giữa cảnh quan Việt Nam và kiến trúc đô thị Hà Nội. Khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới nằm trong không gian thành phố và công viên Cầu Giấy Hà Nội với thiết kế tòa nhà được lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long. Cũng trong chiều tối 15 tháng 4, sau khi kết thúc các hoạt động chính thức trong chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đi dạo phố cổ Hà Nội cùng phái đoàn Hoa Kỳ. Ông Blinken cùng đoàn thưởng thức nhạc cha tại một câu lạc bộ ở Tràng Tiền, Hà Nội. Tại đây, thì nguyên đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 61 tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng cùng đoàn đi dạo ở ngõ Tràng Tiền, rồi dừng tại quán cơm tay cầm gà xôi mỡ để thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Ngoại trưởng Blinken cảm ơn quán cơm tay cầm ở Tràng Tiền sau khi ông đến dùng bữa tối tại đây vào ngày 15 tháng 4. Cảm ơn quán cơm tay cầm đã cho tôi nếm thử món ăn tuyệt vời của bạn. Trong một bài đăng trên Twitter sáng ngày 16 tháng 4, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói ẩm thực Việt Nam có những hương vị tươi ngon nhất và ông đã được nếm thử trong chuyến công du lần này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken viết trên Twitter cá nhân, bạn không thể thăm Việt Nam mà không nếm thử các món ăn. Ẩm thực Việt Nam có những hương vị tươi ngon nhất và chúng tôi đã thấy sự ảnh hưởng trên khắp Hoa Kỳ trong những nhà hàng của chúng tôi. Dự án bảo tồn sửa chữa chống xuống cấp nhà biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, 46 Hàng Bài là một trong những biệt thự hiếm hoi được đưa vào diện bảo tồn. Trong khi đó, hàng loạt biệt thự cổ Hà Nội đã và đang dần bị biến dạng nhưng vẫn bất động nhiều năm. Sau một năm cải tạo, tới nay biệt thự Pháp đã được khoác lên mình màu áo mới. Tuy nhiên điều này đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Biệt thự Pháp cổ nằm ngay giữa ngã tư đắc địa của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư cải tạo khoảng 14 tỷ đồng từ nguồn ngân sách quận Hoàn Kiếm do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội làm chủ đầu tư, với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia Pháp. Đại diện đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Văn hóa cho biết, trải qua thời gian, biệt thự Pháp Cổ đã bị lấn chiếm, cải tạo lại nhiều lần, do đó yếu tố gốc của biệt thự Pháp Cổ đã bị mất. Việc phục dựng lại công trình chỉ dựa vào các tư liệu cũ và sự phối hợp của các chuyên gia Pháp. Thứ nhất là màu sơn thì đang quá trình thử nghiệm để xem cái thời gian nó xuống màu sau khi là hoàn thiện. Và còn thời gian hoàn thiện thì đến tháng 5, công trình mới đi vào hoàn thiện bàn giao. Chánh Văn phòng Trung ương Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phạm Thanh Tùng cho rằng, việc trùng tu, cải tạo lại biệt thự Pháp cổ, chủ đầu tư cần phải đảm bảo được nguyên tắc về giá trị gốc, giữ được phong cách kiến trúc xưa cũ. Biệt thự Pháp không có đối chọn, nó chỉ có màu vàng nhạt hoặc ốp gạch đỏ để lộ chân ra và ẩn mình trong những hàng cây cổ thụ. Nó tạo nên nét đẹp, vườn dài sỏi. Thì đấy, chúng ta hình dung ra biệt thự Pháp ngày xưa là như vậy. Tôi rất sợ là ta cải tạo, cuối cùng ta lại xây thêm thì lại phá đi và vô dung làm xấu biệt thự đi và mất ý nghĩa của công tác bảo tồn đi. Một số chuyên gia cho rằng việc cải tạo sửa chữa phải tuyệt đối đảm bảo về màu sắc và kết cấu công trình. Đây là yếu tố then chốt để quyết định sự thành công của những người làm bảo tồn. Quét vôi quét ve theo cái kiểu ý thức của họ
Không được, hoàn toàn không được. Tôi nghĩ nó phải có một quy trình. Thứ nhất, ở Hà Nội đấy, khi anh cho phép người ta sửa, anh phải bảo đảm với người ta mấy vấn đề này. Thứ nhất là phải ký hợp đồng, sửa, phải giữ nguyên trạng. Nguyên trạng như thế nào? Nguyên trạng là từ màu sắc đến kết cấu. Sau đó cái người mà lên xin phép đấy, anh phải chụp ảnh toàn bộ lại cái nhà đó. Còn cuối cùng, cái hợp đồng đó, nếu mà anh làm sai thì anh phải làm lại và phải bồi thường, phải phạt. Dự kiến vào tháng 5 năm 2023 sẽ hoàn thành căn biệt thự và đưa vào khai thác với chức năng là trung tâm giao lưu văn hóa Pháp của Hà Nội, nơi những người yêu di sản có thể tìm hiểu về quá trình hình thành khu Pháp cổ ở Hà Nội, tìm hiểu về những ảnh hưởng giao thoa văn hóa giữa hai nước Pháp và Việt Nam trong suốt giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20, hay nguyên tắc cơ bản trong trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị công trình kiến trúc Pháp cổ.